Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đang theo dõi livestream Theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh. Hiện tại chúng tôi đã có mặt trong phòng sinh thường cùng với ekip bác sĩ sản khoa đầu ngành giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn của bệnh viện để đồng hành cùng với sản phụ Nguyễn Thị Kim Dung. Và ngay lúc này thì ekip bác sĩ và các nữ hộ sinh của chúng tôi đang hướng dẫn cũng như hỗ trợ chị Dung trong quá trình thở và dặn đẻ để cuộc vượt cạn diễn ra thật là suôn sẻ đấy ạ. Các bác sĩ của chúng tôi cho biết đã thấy tóc của em bé rồi. Tôi tin chắc rằng chỉ giây lát nữa thôi là em bé của chị Dung sẽ chào đời đấy ạ. Chị Dung ơi, chị cố lên nhá. Ở bên cạnh chị luôn có chúng tôi và rất là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi đồng hành cùng với chị đấy ạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ chị Dung đang rất cần những lời động viên khích lệ từ phía quý vị khán giả. Hãy cùng tôi gửi tới chị Dung những lời cổ vũ để chị ấy có thêm sức mạnh nhá. Chúc chị vượt cạn suôn sẻ, mẹ tròn con vuông ạ. Vừa nãy em bé của chúng ta đã chào đời rồi ạ, một bé gái rất là đáng yêu. Tiếng khóc của con rất là to đúng không nào? Xin được chúc mừng chị Dung nhé. Quý vị khán giả thấy em bé của chúng ta có đáng yêu không ạ? Vâng, chắc chắn là chị Dung đang không giấu nổi sự hạnh phúc. Chị Dung hãy đợi một lát nhé, điều dưỡng của chúng tôi sẽ vệ sinh sơ bộ cho con, kiểm tra sức khỏe và cân nặng rồi hai mẹ con sẽ được thực hiện áp da với nhau ạ. Tại Thu Cúc, sức khỏe của bé sau sinh luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Do đó, ngay sau khi các con chào đời thì các bác sĩ nhi khoa lập tức có mặt để đo nhịp tim phổi, kiểm tra các bộ phận để đánh giá tình trạng sức khỏe và có phương án xử trí kịp thời nếu phát hiện bất thường. Vâng, và bác sĩ cho biết rằng sức khỏe em bé hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Rất là trộm vía đúng không nào? Ngay sau đây, điều dưỡng sẽ đưa con đi cân ạ. Vâng, là 3,2kg bao gồm cả xăng quấn ngoài ạ. Quý vị khán giả có nhìn rõ không ạ? Xin được chúc mừng chị Dung và chúc em bé của chúng ta mau ăn chóng lớn nhé. Bây giờ sẽ là thời gian mà chị Dung mong chờ nhất đấy ạ, đó chính là công đoạn áp da với con yêu. Như quý vị khán giả đang nhìn thấy trên màn hình là một hình ảnh rất ngọt ngào. Em bé theo bản năng đã biết bú mẹ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Lúc này mẹ chỉ có 3-5ml sữa non thôi, nhưng đó cũng là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Sữa non rất giàu protein. Lượng protein trong sữa non có thể cao gấp 10 lần so với sữa trưởng thành. Sữa non cũng chứa nhiều vitamin như vitamin A, E, K, cùng các khoáng chất như sắt, kẽm. Các dưỡng chất trong sữa non có nồng độ và hàm lượng khá cao nên rất phù hợp với nhu cầu và khả năng hấp thu của bé. Sữa non rất giàu các kháng thể tự nhiên và chất chống oxy hóa, giúp em bé sơ sinh chống lại nhiễm trùng, phòng ngừa các bệnh mãn tính, bảo vệ cơ thể trẻ khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài để phát triển khỏe mạnh. Mẹ cũng đừng lo bé sẽ đói vì thể tích dạ dày lúc này của bé chỉ như một hạt táo nhỏ, chứa được tối đa 5-6ml thôi nên mẹ hãy yên tâm nhé. Việc cho bé áp da vào bú mẹ ngay sau sinh còn giúp mẹ quên đi mọi cơn đau vất vả, giúp bé ổn định nhịp tim và huyết áp. Quan trọng nhất là giúp mẹ và bé gắn kết với nhau hơn. Vâng, trở lại với hai nhân vật chính của livestream ngày hôm nay. Vậy là thời gian áp da với mẹ đã kết thúc rồi. Các cô sẽ quấn lại xăng và khăn ủ ấm cho con để đưa con đi gặp bố nhé. Vâng, trở lại với hai nhân vật chính của livestream ngày hôm nay. Vậy là thời gian áp da với mẹ đã kết thúc rồi. Các cô sẽ quấn lại xăng và khăn ủ ấm cho con để đưa con đi gặp bố nhé. Hai mẹ con sẽ tạm biệt nhau một lát thôi ạ. Sau khi hai mẹ con được theo dõi sức khỏe ổn định thì cả nhà mình sẽ được gặp nhau tại phòng lưu viện ạ. Bố của em bé đây rồi ạ. Bố hãy đợi một lát nhé, cô điều dưỡng sẽ giúp cho bố ạ. Hãy để đội ngũ media của chúng tôi giúp cho hai bố con ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào này nhé. Vâng, vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với cuộc vượt cạn của chị Dung. Chị Dung của chúng ta rất là giỏi đúng không quý vị? Một lần nữa xin được chúc mừng gia đình anh chị. Cảm ơn anh chị đã lựa chọn dịch vụ thai sản trọn gói của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ạ. Quý vị thân mến, nếu cần bất cứ thông tin nào về dịch vụ thai sản tuyệt vời của chúng tôi, hãy nhanh tay để lại bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo của bệnh viện.